Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ở đây thì cách trường tiểu học Tà Đảnh khoảng 950 m. Đây là mấy cây dầu nằm trong nhà luôn, nằm trong nhà sau. Dạ bác ơi, cho con hỏi mấy cây dầu này tại sao phải đốn vậy bác? Rồi nó nằm trong nhà. Dạ. Bây giờ mưa gió nó ướt, nó tạt quá trời luôn rồi, bây giờ bột phải cưa. Dạ. Cưa nó dột quá. Tại sao hồi đó mình không cưa trước mà? Nó đắt của người ta, mình chưa mua. Dạ. Rồi bây giờ mình mua đắt người ta rồi, bây giờ nó có mấy cái cây nằm trong này. Dạ. Bột bây giờ mình phải cưa. Dạ. Cưa. Dạ. Trời dột nát rồi. Hoa chở nằm trong nhà này là nhà sau của chú. Dạ đúng rồi. Đây thì có cái nhà vệ sinh đó nè. Kênh YouTube mình. Ở đây thì có 6 cây lận nhưng mà 2 cây thì đã cưa đôn đọt rồi. Còn 4 cây. Chú Dân với chú Đường đang dẹp cái phần gốc rồi. Hôm nay đi với ba của Hoa thì có 4 người. Ba của Hoa, chú Dân, chú Đường, anh Hiền. Hình như là bác của chú có xin phép ở bên đây nè, để cho ngã qua bên nhà bên đây. Ba hôm nay con thấy ba chuẩn bị đồ nghề, thấy dây cáp đồ nhiều lắm. Mấy cái này là để làm gì ba? Cái này để treo cái thân cây nè. Này thay thế cho dây luộc không ạ? Cái này để mình treo phụ nó, mình nhóm nó lên. Rồi còn một cái dây luộc kia nữa. Dạ. Dây luộc bự. Mấy cái cây này mình xài lóng dài hay sao mà mình phải treo rồi ba? Cái này chỗ này nó hẹp quá, nó chật hẹp quá cho nên lấy gì ngã dài không được. Dạ. Rồi cái này mình thấy như cái kẻ này, khi mình ngã ra đây thì nó kẹt mà, cho nên mình hồng xuống mình mới về, nó từ từ nữa là nó an toàn hơn là mình là ngã cái đùng xuống. Dạ. Qua cái đầu đó nó cắt ra cho nó. Ba của Hà có sử dụng hai cái gõ ghẻ, một cái nhỏ với một cái bự. Cái bự bên kia đâu rồi, cái ba lan đâu được, thêm cái ba lan nữa. Hôm nay chuẩn bị đồ nghề dữ luôn. Mấy ngốc để xiết mấy cọng dây cáp này. Đây là ba cái đoạn cưa mấy cái dầu này. Rồi làm giỏi là nhờ có đồ nghề. Yeah. Cho nên là cái gì phải sắm để dành là không ế. Ngày sắm mà mình không có xài, ta cũng mượn luôn. Vậy đó. Này sắm mình như ở ngoài Bình Dương luôn không ạ? Cái này ở chỗ là bữa hôm mình đi ngang ăn xương. Dạ. Yeah. Khu vực An Sương. Tổng cộng bao nhiêu cái bộ này là bao nhiêu tiền? Cáp với lại cái ba lan với lại cái ba lan đó thì mua mới ghé là mua 2 triệu rồi đó. 2 triệu mốt mà mấy du khỉ. Du khỉ mà đó. Trong nhà chỉ cho biết một cái bành cáp này là nó dài trong 10 mấy mét vậy đó. Là ta kỷ niệm. Dạ. Rồi cái này mấy cái này là giặt này là mua ở chợ Long Xuyên. Chợ Long Xuyên. Vậy là ba có đồng chắc mới chạy ngang. Mua thêm ở chợ Long Xuyên An Giang. Đợt khẩm đi ngang, lên đây này rồi mới. Đợt khẩm ba có đồng lên nhưng mà chưa có dễ nhà sau. Khẩm lên coi cây trước. Là đợt khẩm là chưa có ngôi nhà này luôn nè. Năm trước. Khóa 14 rồi. Bây giờ ba của Hoa sẽ leo lên mấy cái dầu.
Xin mời quý vị cùng theo dõi xem nhóm ba của Hoa sẽ cưa hạ mấy gốc cây dầu này như thế nào nha. Dạ. Nó cắt bỏ nó rút lên thôi. Thì nó cắt rồi. Ở đó dưới không dây điện đó nữa nha. Có hai con đai. Hay là như gì? Cái gì? Nó dặn rồi. Chớ chặt hẹp quá chú ơi. Dạ, chứ đường lấy điện thoại nó quay hả? Hay luôn chứ được. Này chỗ này quá chặt hẹp luôn á. Điện dây của một chuyện. Ở đó thì có cái đường dây điện, chút xíu nó mới chú mới bác nhờ điện lực xuống cắt cái đường dây điện này giúp. Không có tiền đâu, điện dây này chứ. Hai đầu luôn. Không hai đầu. Hai dây. Hai dây luôn. Cái đường dây điện đó thì điện lực đang ở phía ngoài cắt đường dây điện phía ngoài trước xong rồi mới vào đây cắt. Đi đường dây điện này của nhà nước. Ờ của điện quốc gia. Dạ. Nói bởi vậy thì người dân không dám cắt sợ bị bồi thường. Cắt chứ đủ mua mất. Cắt rồi mà cắt rồi khỏi cần nhà tới điện lực. Cắt được là ở nhà cắt được. Nó quỷ bỏ cái dạ. Cái người khác trong cái trò đập kiến cắt tên cắt trong cái trò. Làm được rồi. Cắt là ngắt điện luôn. Nó quỷ bỏ cái hồ sơ của cái ông ổi gì đó. Phải muốn còn không ổi luôn còn. Cho bọn bọn này leo dừa được không? Gió à, bọn đi trên cây này nhìn cái gió thổi vô cái lắc này. Còn dây lõi trước chú ơi. Chưa được nữa, cột dây trước đàng hoàng không được trên. Cột dây là còn máy. Đau quá. Này có điện lực tới rồi. Cột tải dưới nó cấp. Cái cột này thì nó lên ghế gì vậy hai. Đứng mà chút mà. Bên trên tóc cả lại. Cột tải dưới nó treo dưới điện ngoài lùn đi đâu. Ăn dưới trong. Này lớn á, đóng ra. Đóng ra. Bỏ một thứ luôn được không? Lấy thứ cục dây không? Ai trong thứ cục dây á. Lấy một thứ ra lấy dây được. Đừng nói không. Thử. Nỡ gỡ cái cục sứ rồi. Đừng nói chủ nó. Tào lao. Gì chứ? Qua được luôn hả? Chúng tôi được tin đó. Xuống luôn. Mấy cái này cây này thì ba của Hoa sẽ cưa tỉa cành trước xong rồi mới cưa từng lóng xuống hình như khoảng 4-5 mét để bác Tư có thể xài. Cái này là nhà của chú nhưng mà bác Tư mua lại mấy cây dầu này. Kéo đây. Bây giờ bên phía bên kia có mấy cây dừa thì bác cũng có tỉa bớt nè. Đứng xếp làm kia, chút xíu kia ông ơi. Bác Tư là người mua cây đó bên kia kìa. Bên kia thì có trồng dừa với xoài. Vua khỉ cho nó tính. Vua khỉ. Tính khỉ bị bắn chết rồi giờ. Rồi xuống rồi. Rồi bây giờ bắt đầu. Để Hoa cho quý vị xem phía bên đây. Một cái nhánh dầu nhỏ thôi xuống là hết cái khoảng trống bên dưới luôn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bao bữa nay thì bão hơn là bữa nay trời nắng nắng được một chút xíu mà gió quá trời gió. Ở đây thì phân công ở phía dưới là chú Đường xả dây, còn ở bên kia là chú Dân, anh Hiền, với lại mấy người bên cô bác Út nữa, cô bác Tư nữa, phụ kéo. Anh Hiền và chú Dân thì bên kia cưa nhánh nhỏ nhỏ ra để cho có chỗ trống, một chút nữa sẽ xuống nhánh thêm. Tìm ánh sáng, cái cây ba của hoa đang cưa tỉa ở cạnh đó là nó có phần đọt nó nghiêng qua bên hông luôn. Chưa còn nhánh nữa chú ơi. hai ba hay quá. Này cưa gần vào buổi trưa rồi, gần 12 giờ rồi, nắng quá. Ai hiền không hả bây giờ? Nếu mà kéo vào trong đây là không có chỗ nữa, mà phải cắt nhỏ ra rồi kéo ra ngoài nữa, cực hơn bên kia. Vẫn em tôi đó xả dụng chút chú. Xả dụng chút.
Đó. 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 Mì trắng, mì đen, tới quá. Để nó vô quẹt. Cái phần ngọn của nó vẫn còn dướng trên mái nhà. Vừa nãy giờ đốn là xong rồi đó. Từ 4 người, từ 2 nhánh luôn rồi. Kéo từng áo đá rồi. Đó. Ngày đó có đồng chơi chơi. Kéo ra. Mấy chú trà đàng hoàng nha. Mấy dòng người ta có đồng sử dụng cái máy chơi điên. Nên ta lên cả nhà nó nghe được cái tiếng mới nữa. Ủa vậy còn có nhánh hay gì như thế nào? Trả dụng miếng cho mày. Chưa từ từ thôi nha. Hỏi qua đây quá trời mấy gà đập nhiều hoài. Đi không xa thì vậy ta kéo xuống thôi. Kích giữa cây xoài mà. Lúc xuống luôn à. Nãy giờ đúng là xong rồi đó. Cái dừa nữa rồi. Cái dừa mà dướng cạt mấy nhà nữa.
đó chắc là sẽ để lại để treo những phần nhánh của cây phía trong nữa. Xuống cái ông ngừng gió rồi. Không thấy miếng gió nào luôn. Đấy, chỉnh là mỗi lần lên cây là gió vậy đó. Nhưng mà áo ba vẫn ướt. Tại vì giờ này có cũng giờ trưa rồi. Thì cho nên mình bên cái ngành này lên làm những cái cây mà lớn tuổi thì mình dưới tới giờ ngọ mình nghỉ cho chứ chẳng hạn như giống em bé đó hoặc mấy người mà tay công chức nhà nước thì dắt này tao về tao nghỉ chưa. Dạ. Dạ. Mình làm ồn ào quá thì tao quở. Vậy nha. Cái bà con mình khỏe. Vậy là đầu giờ chiều qua tiếp tục leo cây đó hay là leo qua cây khác hả? Tiếp tục cây đó là mình hoặc là để tàn vậy đó, để tàn thì là nó cho nó gắn, nó thân đằng á, nó không nhiệt nhiều. Rồi đó mình kéo ra mình treo cái đọt của cây này. Dạ. Lấy qua leo lên là leo lên kéo lên cây này để cắt, cắt nhiều đoạn xuống. Để cái chùa là một cái thân nó đó, đang nửa chịu với cái thân này xuống từ rồi, mà con khẽ nghe vừa vừa nghỉ chưa? Mấy nay bão, đang bão mà sao trời thương hôm nay ông cái gió đó, rồi giờ gió lại đó, gió gì đó, gió hoặc, nãy giờ cũng mưa lâm râm nữa, đi ăn cơm, bây giờ mấy cái khóa này bác con chưa sử dụng đấy, dụng này lát sử dụng như đây, hôm nay chơi hôm nay, này cái hướng cây này nó ngã về bên đó nhưng mà ba con hạ sợ nó bị vướng nên sẽ xin chú đập thêm cái vách nhà tắm. Nhìn như vậy là nó sẽ trúng một góc, mà bên kia thì cái vách nhà nó sát một bên. Thì sau khi nghỉ trưa xong thì nhóm ba của Hoa làm vào lúc 1 giờ rưỡi chiều. Có thể lỡ gớt mấy cục nhỏ nhỏ thì chống hay sao? Hoài hả? Hoa thấy trời chuyển cũng đang thui nữa rồi đó. Giờ anh ở đây vậy tôi có bản thấy gì? Không, tôi đi học hỏi du khỉ ra leo thôi chứ tôi nhiệm vụ tôi kia. Chứ dân đang học giờ, học hỏi leo móng leo thêm. Dân nó bên đó không chứ rồi. Lấy cái leo tôi chạy bên liền. Cái phụ quá nha, đổ cái rơi chịu hết không đó. Cái phụ quá nha. Tóc chỉ vậy, đẹp luôn. Giống thôi. Cái đời ta có một phụ, ta hai phụ luôn. Vậy chứ mới nhận Dũng cái tử đó mà. Nếu giác là đừng mấy hẳn. Chưa có thủ nè, chưa tùng nè, chưa có phụ hiền nữa, ba phụ. Chưa phải tùng mới giữ phụ hiền quá. Ta phải giỏi chứ được. Ba phụ. Ừ, ba đi học có còn thầy chết mẹ. Dạ, em ba thầy lớn. Ba thầy luôn. Ba thầy lớn. Ba thầy còn muốn thêm thầy nữa hả? Thầy vậy làm ăn. Hay chứ. Nén thì ba còn chưa có thời gian này. Có chưa nắng thời gian đó. Chiều lại được. Chiều lại được. Chiều lại được. Cái gì cái chốt rồi cái này cái này rồi. Dẹp máy cưa này nè chú. Chúng cái đầu lá cái cảnh này. Watching you. Ba của Hoa cột nguyên cái phần đọt của cây dầu kế bên. Đây tặng 5 đồng. Ô! Kêu nhà vô đi. Mẹ sao vô mẹ ơi.
Qua chuyện đó rồi gạt xúc sơn luôn. Qua trời mưa lâm râm mà đang vào bão số 1. Ơi em tính đánh nhà chứ đang kia chứ. Mấy cái xúc xe đường băng có tầm đổi qua cái máy ép tin là xe cục. Chưa kéo là nó quặt thôi. Kinh khủng. Gió nó bay tới đây luôn. Rồi nhả dây từ từ. Có anh Hiền với chú Dân ơi, kéo Dân kéo xéo cái cọng dây vào ở trên mái nhà. Ngoài mái nhà yếu. Xuống đây, xuống gần tới đi. Xuống xuống tới là họ kéo sao nổi. Kéo ra đâu nổi. Qua trời mưa rồi. Nhẹp luôn. Này là, vô. Này là kéo nguyên phần đợt của cây dầu luôn. Rồi ông bên kia xả. Ông bên đây nghỉ luôn, ông bên kia xả. Ông bên đất xả, bên xả. Kéo xéo xéo anh bảnh chúng để dướng cái dừa đó. Trả lại luôn đi chú ơi. Quá mưa quá lớn rồi. Sực cho những người nhớ ai nó bắn tạm do đi. Đỡ đi. Mẹ đi thôi đây chút sợ. Mưa lớn rồi. Xuống luôn đi bơi. Chạy gầm bơi. Cái phần nhánh nó to. Qua wow, trời mưa lớn luôn. Hồi nãy mới trời rầm á. Thôi kêu bà cũng hoa xuống luôn. Buổi sáng thấy hơi nắng nắng được cũng mừng, giờ buổi chiều trời mưa nữa.
Hay là trời bão quá trời luôn. Ba con Hoa hồi nãy giờ trời mưa hơn một tiếng rồi, ba con Hoa leo lên để cưa luôn, cho là đi làm xa và nhiều người nữa, nhiều người đi cùng nữa sẽ tốn chi phí nhiều, nên ba con Hoa cưa luôn. Hình như cái này là ba con Hoa cưa khúc khúc xuống luôn á. Cái do ba người kéo với hai người phụ nè. Hình như ba con Hoa cưa ngay cái eo phía dưới này nè. Do là bác Tư muốn xài cái lóng cây nó dài á, nên ba con Hoa không có cắt ngắn ngắn, mình cắt dài luôn. Đó nó đi được chứ á. Bây giờ bán vàng đi. Lên lên. Đó. 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 Nên nghe vách tường luôn. Quý vị mở ngoài đây chắc hồi hộp rớt xuống nghe tiếng lớn ghê luôn á. Cao mà chị. Dạ. Đây cái cái phần da của nó mưa quá trời. Chú nhà khen. Cái phần đọt ở phía trên thì ba con Hoa cưa kéo dây trực tiếp luôn. Còn cái này thì ba con Hoa sử dụng cái sợi dây treo bên kia kìa, để treo cái phần lóng cây, phần thân ở phía dưới. Để Hoa cho quý vị xem cái phần lóng cây nó rớt xuống. Tới đằng kia luôn. Không nữa. Chà, chàng qua đây xả gì từ từ. Ba có đồng luồn cái sợi dây tơ qua anh kia để xả hồi nó ngã, xả gì từ từ xuống đó. Chưa lực lại bớt cái tổng
về xuống cắt gốc. Đó chắc ngoài vô thì chứ đừng. Ngoài vô cây gì không trên? Ngoài đừng gì hỏi nó, cho nó trả từ từ. Mình đó mình miễn thôi, nó đi tới tới thì nghe mình ghép đinh. Này cây bự, cây bự được đúng không? Hả? Cây này đúng không? Quay quay này, quay quay này, nó chấm chéo nó cao cao. Ừ, quên cái đó. Ừ. Mạng nhỏ chưa nói. Ngoài cái mạng nhỏ. Ngoài cái cây bự. Ngoài vô thân của nó một cái. Cái nạn cho anh này nhớ xíu. Cái tật ngọt. Chưa tháo cho coi dịch cho nó. Dịch cho nó cao luôn. Dịch xuống rồi, dịch xuống rồi ha. Dịch xuống ra luôn. Ừ. Đó, rồi vậy đó. Rồi ôm vô. Không cần chắc. Mình dịnh cho nó lên, nó nhả nó. Ngã từ từ chứ không phải nó ngã mạnh cái dây trên nó chịu không nổi. Rồi cái máy tiếng rồi. Hả? Thích chân rồi, ngã đó rồi, hồi mở cái dây đó là đi qua đây nè, lấy cái đầu dây nó cột dây nè, đừng cho nó chạy. Cái dây cũng là vô hạn tiền không? Qua lên. Các bạn cột giữ cái chân lại cho nó đừng có chọc ra ngoài nè. Để ở trên nó ngã. Rồi chú đường ơi. Từ từ ra đây. Nhớ từ từ ra. Ê. Cái xéo bên đây nè. Mở ra mở ngoài cái xéo lên nè, cái xéo bên đây nè anh. Dính cái đó đó. Ờ dính cái hả? Dính chặt nha. Rồi rồi kéo đi nha anh. Rồi rồi. Bỏ cái đi. Thả ra thẳng băng rồi kéo cái đéo rồi. Kéo cái đầu ra chứ. Ờ cái đầu quá chứ cái, à, nói cái gì, gì nói cái gì. Cái dây thẳng băng rồi làm sao mà kéo nó. Đó. Đứt rồi đó, cái cây đứt rồi. Bà con Hòa còn chừa miếng da. Yeah. Không dây vô chút Hiền. Không dây vô, không dây vô. Thâu dây vô, thâu dây bự vô. Nó nào thâu dây bự vô. Phụ 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 nó đi, phụ dây chơi rút xuống rồi, rút đầu chân xuống. Đó, là vô là dịch ra. Dịch ra. Thu lên Hiền. Dịch mạnh nó đó, thu lên dịch mạnh mới đó. Thu lên vô. Rồi vậy được rồi, rồi thẳng dây được rồi. Rồi kéo đi, mình mạnh kéo đi. Kéo. Ừ, đỉnh nha, xả từ từ nha, Hiệp. Kéo từ từ, 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 kéo qua đây, đi qua đây, kéo qua. Đó là lỗi tôi vào. Trong nhà ba. Ôi. Mình chạy vô luôn. Rồi ngon lành rồi. Đừng sợ đâu Hiền. Chìm vô, chìm, chìm cây vô mở dây.
lót cây vô mở dây ra. Quá trời cái lỗi nó đã. Cây này 40-50 năm tuổi rồi. Sau khi cưa xuống mà còn treo lại cho nó tựa vào cái phần ở phía trên đó thì phía đường lấy cái bả lan kéo đằng kia kìa để kéo cái phần gốc cây này ra luôn để cho bà của Hoa cưa mấy phần cây còn lại nữa. Hồi nãy chú Đường có dạt cái phần da ở ngoài rồi á, bây giờ bà của Hoa cưa tới đây luôn rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.